Vâng, thưa quý bạn, một đêm có lẽ rằng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đang rất buồn và có lẽ rằng cũng đang rất là khó ngủ, cũng chằn trọc, đúng không ạ? Chúng ta đã thua một trận đấu trước người Thái Lan, trong một trận đấu mà có lẽ rằng tôi nghĩ là cũng không nhiều người cảm thấy phục đâu. Tôi nghĩ là không phải đâu. Đội tuyển Thái Lan họ đã có quá nhiều may mắn trong một trận đấu ngày hôm nay. Thứ nhất, từ cái sân bãi họ đã được đá quen ở đây rồi, trong những trận đấu ở trước rồi. Và thứ hai nữa là trọng tài cũng đứng về phía họ. Và cái may mắn nữa là những cú sút bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta lại đi toàn vào khung thành cột dọc xa ngang thôi, nó lại không đi vào lưới. Và cái tình huống mà Hồng Duy bị trượt chân thì tôi nghĩ rằng một phần thì có lẽ là một phần nhỏ nhỏ thôi, chúng ta không phải đổ lỗi, nhưng có lẽ một phần nhỏ cũng dẫn đến cái việc đó, nó là sân nó trơn, cho nên một pha mà Hồng Duy định quay ngược lại thì đã bị trơn quá và ngã ra, và cuối cùng thì quả bóng đã lăn qua háng Hồng Duy. Và Charatip thì đã có một bàn thắng có thể nói rằng rất dễ dàng. Thế nhưng những bàn thua của đội tuyển Việt Nam chúng ta thì đương nhiên chúng ta sẽ không đổ lỗi, bởi đó là lỗi thuộc về chúng ta, những bàn thua. Thế nhưng quá nhiều thứ đã chống lại đội tuyển Việt Nam trong một cái đêm mà chúng ta có thể nói rằng là cũng đã có một trận thi đấu tốt rồi. Và chúng ta hãy cùng đi tới những phát biểu của các cổ động viên trên khắp Đông Nam Á này và những tờ báo của Thái Lan họ đã viết những gì về trận đấu vừa qua. Và chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những chia sẻ của các cổ động viên, và đặc biệt ở đây đó là cổ động viên của Indonesia, rồi kể cả thậm chí là các cổ động viên của Thái Lan nữa, họ đã có những chia sẻ. Và điều đó mới cho thấy rằng là trận đấu vừa qua trọng tài đã có những quyết định sai lầm như thế nào. Đầu tiên đó là tờ báo của Thái Lan, đó là tờ Siam Sport, cho rằng lẽ ra đội tuyển Việt Nam cũng phải đã có được bàn thắng trong hai tình huống sút trúng khung thành của Quang Hải và một pha dứt điểm trên cột dọc của Phạm Văn Đức rồi. Truyền thông của Thái Lan đã có rất nhiều những cái bài tường thuật và những bài bình luận về trận đấu vừa qua, và đa số thì họ cũng đều rất phấn khích với kết quả tích cực của đội nhà, đội tuyển Thái Lan. Siam Sport có chạy một cái tít tạm dịch rằng số 1 Đông Nam Á tan vỡ, Charatip giúp cho Thái Lan đánh bại Việt Nam để tiến dần vào trận chung kết. Thủ quân Charatip đã dù đã hỏng quả phạt đền, thế nhưng trước đó đã kịp lập cú đúp giúp cho đội tuyển Thái Lan đánh bại đương kim vô địch Việt Nam với tỷ số 2-0, giành lợi thế và tiến gần đến chơi ở trận chung kết. Đó là những gì mà tờ Siam Sport có tóm tắt về trận đấu vừa qua. Và tờ báo thể thao số 1 của Thái Lan cũng thừa nhận rằng là đáng lẽ ra thì đội tuyển Việt Nam phải có những bàn thắng của những Quang Hải sau hai cú sút đưa bóng trúng khung thành của đội tuyển Thái Lan, còn Phạm Văn Đức thì đã tung ra một cú sút đưa bóng đi trên cột dọc. Và trong bài tường thuật của trận đấu này thì tờ SMM Sport có nhấn mạnh rằng việc đội trưởng Charatip ghi hai bàn thắng đã giúp cho đội nhà này thoải mái hơn rất nhiều khi bước vào trận đấu lượt về. Tuy nhiên thì tờ báo này dường như không nhắc một chút gì những tình huống mà đội tuyển Thái Lan xứng đáng phải nhận những quả phạt đền, thậm chí là những có cái thẻ đỏ nữa. Thế nhưng tờ báo này tuyệt nhiên không nhắc một chút nào cả. Họ chỉ nói về đội tuyển Việt Nam là có cơ hội để ghi bàn trong những tình huống mà Quang Hải cũng như là Phạm Đức có những pha dứt điểm nhưng mà không thành bàn mà thôi. Thế nhưng để nói về công tâm nhất, đó chính là các cổ động viên họ bình luận. Và ở đây chúng ta không nói đến các cổ động viên Việt Nam, bởi đương nhiên thì các cổ động viên Việt Nam chúng ta sẽ rất không hài lòng và phản đối ông trọng tài này rồi. Thế nhưng chúng ta hãy cùng đi xem là các cổ động viên đến từ khắp Đông Nam Á này họ nói những cái gì. Có một cổ động viên đến từ Indonesia thì có một đoạn bình luận như này mà chúng tôi cũng đã dịch ra như này sau, là hãy giữ vững tinh thần Việt Nam, không bao giờ bỏ cuộc. Bây giờ các bạn mới biết được cái cảm giác tổn thương bởi một số những quyết định của trọng tài. Khi mà Indonesia gặp Malaysia thì Indonesia luôn ở trong tình trạng phải thất bại, và Thái khi gặp Việt Nam thì Việt Nam cũng luôn bị hại. Tại sao bạn lại tìm kiếm sự xấu xí của đội tuyển quốc gia Indonesia? Thật là vô dụng, chỉ gây ra những sự thù địch cho chúng ta mà thôi. Mà tôi nghĩ rằng là đáng lẽ ra là bóng đá Đông Nam Á cần phải cao cấp hiện nay, đó là phải có những quyết định của trọng tài, đôi khi nó phải có những sự tiến bộ mà trọng tài cần phải thay đổi. Và họ cho rằng chính trọng tài mới là kẻ thù lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á hiện nay. Và có nhiều bình luận đến từ Indonesia có tiếp tục nói rằng là anh ta rất ngưỡng mộ những cầu thủ như là Quang Hải và Song Krasin trong trận đấu vừa qua, và những cổ động viên này tin rằng đó là hai cầu thủ đẳng cấp nhất thuộc tầm châu Á hiện nay rồi, chứ không phải là tầm Đông Nam Á nữa. Với màn trình diễn tuyệt vời vừa qua, Quang Hải mặc dù không có bàn thắng nào, thế nhưng rõ ràng màn trình diễn của Quang Hải, thậm chí như rất nhiều người còn nhận xét là bàn hanh hơi Charatip với hai cú sút, nếu mà trúng đích thì có khi đã thành siêu phẩm rồi. Nhưng rất đáng tiếc là một cú thì dội cột dọc, một cú thì lại dội xà ngang, quá đẹp mắt, thế nhưng lại rất đáng tiếc là không có lưới. Và rất nhiều các cổ động viên khác nữa đến từ Indonesia họ cũng nói rằng là không di chuyển Việt Nam. Bây giờ thì Việt Nam mới thấy rằng là lại có những quyết định tranh cãi như thế này, tới những trọng tài mắc rất nhiều những sai lầm, và họ cũng đưa ra những tình huống mà cầu thủ của Indonesia ngã trong vòng cấm của đội tuyển Singapore.
thế nhưng không cho đội tuyển Indonesia được hưởng một quả penalty. Và cũng có rất rất nhiều các cổ động viên đến từ Indonesia thực sự bất ngờ. Họ gửi rất nhiều lời chúc mừng, những lời động viên đến cho đội tuyển Việt Nam sau khi họ chứng kiến đội tuyển của chúng ta đã phải chịu rất nhiều sức ép và những cái sai lầm đến từ trọng tài. Và họ cũng rất mong rằng là tại cái giải đấu như thế này nên có VAR để làm sao mà nó có sự công bằng hơn, để cho những cầu thủ họ không cảm thấy quá ức chế nữa. Và một cổ động viên khác tiếp tục đến từ Indonesia thì họ cũng đã cùng quan điểm như vậy khi nói rằng Việt Nam có lẽ rằng hãy lên giữ cái tinh thần của mình để chiến đấu trong trận bán kết sắp tới, dù rằng là hiện nay đội tuyển Việt Nam đã chịu quá nhiều những bất công tới từ trọng tài. Và đặc biệt ở đây đó là một cổ động viên đến từ chính đội tuyển Thái Lan. Họ cho rằng là Thái Lan ngày hôm nay đã có một trận đấu thành công rất vui rồi, nhưng họ vẫn tin rằng là chất lượng của trọng tài kém và họ cho rằng cần phải có VAR để tiếp tục theo dõi những trận đấu như thế này. Có rất nhiều những cổ động viên đến từ Thái Lan thì họ cũng nói rằng là họ rất vui mừng với chiến thắng của Thái Lan, nhưng họ tôn trọng cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội tuyển Việt Nam vừa qua, đó là Quang Hải, và họ cũng cho rằng là những quyết định của trọng tài đôi khi trong trận đấu vừa qua đã làm phá nát trận đấu và cũng khiến cho các cổ động viên của chính đội tuyển Thái Lan họ cảm thấy không vui và cũng không thực sự thoải mái với chiến thắng như thế này. Và chúng tôi cũng đã nói rồi là thực tế là chúng ta thua, một trận thua thì đương nhiên là chúng ta phải chấp nhận thôi, đã thua thì phải chấp nhận. Thế nhưng với rất nhiều người và quý vị bạn có lẽ cũng giống như tôi thôi, khi mà chúng ta nhận những trận thua như này chúng ta cũng không cảm thấy nó phục, đúng không ạ? Và những bình luận của các cổ động viên trên khắp Đông Nam Á, trên trang chủ của AFF sau khi trận đấu kết thúc thì nó đánh giá rõ nhất rằng là trọng tài trong trận đấu vừa qua đã điều khiển trận đấu như thế nào. Và có nhiều người ta còn không hiểu nổi tại sao là trọng tài lại có thể đưa ra được những cái quyết định mà nó giống như đổi trắng thay đen như vậy, nó làm cho thay đổi cục diện của trận đấu một cách hoàn toàn. Và đây đặt ra một chữ nếu thôi, nếu đội tuyển Thái Lan bị đuổi người với 10 người thi đấu trên sân thì liệu rằng họ có đá được như vậy hay không? Đương nhiên là không. Thứ nhất là cầu thủ bên phía Thái Lan họ rất tiểu xảo và là những cầu thủ rất danh ma, tôi phải khẳng định là như vậy, từ Subhachai rồi Theratorn Bumathan nữa, rất nhiều những cầu thủ danh ma bên phía đội tuyển này. Họ làm đủ những cái chiêu trò, thế nhưng với việc là trọng tài nếu công tâm hơn và bắt chính xác hơn thì những chiêu trò đó sẽ bị phanh phui và những chiêu trò đó sẽ khiến cho họ sẽ phải trả những cái giá rất đắt bằng chiếc thẻ đỏ. Thế nhưng không, trận đấu ngày hôm qua, ngày 23 tháng 12 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan thì không có bất cứ một chiếc thẻ đỏ nào được rút ra cả. Mọi quyết định đều hướng về đội tuyển Thái Lan. Và có lẽ rằng cái tình huống chạm tay ở những phút cuối trận thì tôi nghĩ rằng các cổ động viên của Đông Nam Á thì có lẽ rằng là không đến mức độ mắt kém hay là như thế nào mà lại không công nhận đó là quả penalty dành cho đội tuyển Việt Nam được cả. Trọng tài đứng rất gần, đứng rất rất gần, chỉ cách có vài mét thôi, nhưng vẫn xua tay mà cho rằng tình huống nó không chạm tay. Ví dụ như là tình huống đó mà cầu thủ đội bạn khép tay ở phía trong, trọng tài không nhìn thấy gì thì tôi không nói. Nhưng đây là pha bóng mà cầu thủ đội bạn giơ cả cái tay lên trời, bóng bật vào tay rõ một một như vậy, thế nhưng vẫn không có cái gì để cứ quy định cả, vẫn không có quy định trọng tài, không có quả phạt nào được đưa ra và cũng không có quả penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Hiện nay thì thực sự chúng ta đang gặp những vấn đề khó khăn trong trận lượt về, bởi dẫn với tỷ số 2-0 trong một cái trận đấu căng thẳng như thế này thì đương nhiên là không dễ dàng. Thế nhưng với quyết tâm của Quang Hải thì Quang Hải cũng chia sẻ là anh ấy cũng sẽ cố gắng để thi đấu tốt trong trận lượt về cùng với các cầu thủ của mình. Và có một điều đặc biệt nữa là hiện nay thì cũng không áp dụng luật thi đấu sân khách sân nhà, cho nên tỷ số trận sau nếu là 2-0 hoặc 3-1 hay gì đó, chúng ta vẫn hoàn toàn có cái cơ hội để chúng ta tiến tới vào cái phụ và có thể là đá penalty với đối thủ này. Dẫu biết là khó khăn nhưng mọi thứ vẫn còn chiếu vượng phía trước và không gì là không thể cả, chúng ta sẽ làm được mà thôi. Hy vọng rằng là với sự quyết tâm của ban huấn luyện, của những cầu thủ và sự cổ vũ không biết mệt mỏi của các cầu thủ Việt Nam thì chúng ta sẽ hướng đến trận bán kết và hy vọng rằng chúng ta sẽ lật ngược được thế cờ trước người Thái Lan. Và tới đây thì bản tin của Tổng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tổng đá.